Trong những năm gần đây, tuy nhiên là trong các trường hợp như là triệu chứng không rõ ràng hoặc là không đáp ứng với điều trị thì vẫn còn nhiều thách thức. Đấy, và tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán pH của GERD đó là pH trở hàng 24 giờ. Và hiện tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật thì là đơn vị đang triển khai kỹ thuật này. Để tiến hành kỹ thuật cần phải có máy móc hiện đại, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, đồng thời là giá thành chi phí cũng tương đối cao, và bệnh nhân sẽ phải đeo thiết bị này trong vòng 24 giờ, dẫn đến là nhiều điểm không thuận lợi. Vì vậy là cần phải có những phương pháp mới bổ sung vào cho chẩn đoán GERD. Và một trong những kỹ thuật mới đang có nhiều tiềm năng trong thời gian gần đây đó là đo định thể niêm mạc. Vậy thì nguyên lý ở kỹ thuật này như sau, đó là khi các liên kết chặt giữa các tế bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển các chất qua màng tế bào. Và một số nghiên cứu đã cho thấy đó là khi có tình trạng viêm, ví dụ như là trào ngược dạ dày thực quản, thì sẽ có sự thay đổi các liên kết này, dẫn đến là tăng tính thấm. Từ đó là các nhà khoa học đã dẫn đến một giả thuyết, đó là khi mà tính thấm thay đổi thì việc đánh giá tính thấm có thể giúp chẩn đoán GERD tốt hơn. Vậy để đánh giá tính thấm thì bác sĩ nội soi có thể tiến hành sinh thiết, sau đó gửi đến phòng thí nghiệm để đưa vào một thiết bị gọi là buồng út sinh để đánh giá là trở kháng liên biểu mô. Tuy nhiên kỹ thuật này tương đối phức tạp và khó áp dụng ở trên lâm sàng. Một phương pháp khác đó là đo trở kháng nền hay là khả năng cản trở dòng điện của niêm mạc thực quản. Phương pháp này thì có thể tiến hành đo trên lâm sàng bằng pH trở kháng 24 giờ. Tuy nhiên là như em đã trình bày ở phía trước thì phương pháp này có một số điểm không thuận lợi như là thời gian dài và có thể gây khó chịu cho bệnh nhân. Điều này dẫn đến là cần có một phương pháp mới giúp đánh giá tính thấm niêm mạc hiệu quả. Và kỹ thuật đó là kỹ thuật đo định thể niêm mạc. Vậy thì khác với đo trở kháng nền và khả năng cản trở dòng điện thì kỹ thuật này đo khả năng dẫn điện của niêm mạc, tức là nghịch đảo của trở kháng. Và khi tiến hành thì bác sĩ sẽ đưa một catheter có điện cực ở đầu để tiếp xúc với bề mặt niêm mạc và sẽ có hai điện cực dán ở hai cánh tay của bệnh nhân để tạo thành một dòng điện kín. Vậy thì khi tiến hành đo thì máy sẽ phát ra hai dòng điện với tần số khác nhau. Thứ nhất là dòng điện có tần số thấp để đánh giá khả năng dẫn điện của dịch nội bào, và thứ hai là dòng điện tần số cao để đánh giá khả năng dẫn điện của dịch ngoại bào. Và khi tích hợp hai thông số này với nhau thì có thể đánh giá được khả năng dẫn điện của niêm mạc. Thời gian đo mỗi lần là khoảng 3 giây. Vậy thì hiện nay trên thế giới thì kỹ thuật đo định thể niêm mạc mới được triển khai ở 4 quốc gia và 5 cơ sở. Và đồng thời đã có bắt đầu một số nghiên cứu đánh giá giá trị của kỹ thuật này trong chẩn đoán phân biệt trào ngược dạ dày thực quản và nóng rát chức năng, khó tiêu chức năng hay là viêm loét đại trực tràng chảy máu. Đây là kết quả của tác giả Matsumura ở tiến hành ở bệnh viện Chiba, Nhật Bản trên 120 bệnh nhân, thì có thể thấy là giá trị điện thể niêm mạc ở hai vị trí đó là trên đường Z 15 cm và trên đường Z 5 cm đều cao ở những bệnh nhân có tổn thương trào ngược trên nội soi so với những người khỏe mạnh. Và hiện tại thì kỹ thuật này đã được triển khai tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật từ tháng 5 năm 2020. Nghiên cứu của chúng em sẽ tiến hành với hai mục tiêu chính. Thứ nhất đó là xác định điện thể niêm mạc thực quản ở bệnh nhân có và không có tổn thương trào ngược trên nội soi, cũng như là khảo sát một số yếu tố liên quan đến điện thể niêm mạc thực quản. Trên tiền mê và bệnh nhân sẽ được chia làm hai nhóm chính, đó là nhóm có triệu chứng trào ngược điển hình như là trào ngược, nóng rát, và các bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng không liên quan đến trào ngược. Tiêu chuẩn loại trừ chính là tiêu chuẩn loại trừ của kỹ thuật đo điện thể niêm mạc, đó là có đặt máy tạo nhịp hoặc là dấu nhận nhịp tim, bởi vì cái kỹ thuật này thì có liên quan đến dòng điện. Số lượng bệnh nhân nghiên cứu là 39 bệnh nhân. Nghiên cứu sẽ thu thập các thông tin về tuổi, giới, đánh giá triệu chứng lâm sàng bằng thang điểm GERD-Q, đánh giá tổn thương trên nội soi bằng phân loại Los Angeles và đo điện thế niêm mạc bằng hệ thống máy TCM của công ty Asahi Biomed Nhật Bản. Về quy trình đo điện thế niêm mạc sẽ được tiến hành ở thì rút dây. Thì như em đã trình bày đó là bác sĩ sẽ đưa catheter qua kênh sinh thiết và sẽ phải đặt đầu catheter tiếp xúc, tức là đầu điện cực tiếp xúc với bề mặt niêm mạc. Tuy nhiên một cần phải chú ý đó là mình phải hạn chế bọt, nước và dịch nhầy, bởi vì những cái dịch này sẽ ảnh hưởng đến giá trị đo. Và khi tiến hành đo thì bác sĩ chỉ cần ấn bàn đạp hoặc là ấn nút ở trên máy và giữ đầu catheter cố định trong vòng 3 giây. Mỗi vị trí sẽ đo ít nhất 5 lần và tại hai vị trí đó là thực quản trên đường Z 5 cm và thực quản trên đường Z 15 cm. Đây là một video. Đây là video ngắn mô tả quá trình đo, thì có thể thấy là khi bác sĩ tiến hành đo sau mỗi lần đo, bác sĩ có thể nhìn thông số trực tiếp ở trên máy tính để có thể đánh giá các kết quả. Còn ở đây là các
Còn trên hình đó là các kết quả thô sau khi đo. Thì bác việc của bác sĩ đó là sau khi kết thúc nội soi sẽ đánh giá kết quả, loại lọc bỏ kết quả nhiễu và tính giá chỉ số điện thế niêm mạc bằng cách tính giá trị trung bình. Về kết quả thì nghiên cứu có 39 bệnh nhân, 20 nam và 19 nữ, độ tuổi trung bình là 39 cộng trừ 8,6, điểm GQ trung bình là 6,8 cộng trừ 2,23, địa thế niêm mạc thực quản ở vị trí đường Z 5cm là 2,9 và đường Z 15cm là 23,4. Như vậy có thể thấy là giá trị điện thế niêm mạc ở hai vị trí này tương đối giống nhau. Như đã trình bày thì bệnh nhân sẽ được chia làm hai nhóm, đó là có triệu chứng trào ngược điển hình và một nhóm chứng là không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhưng không liên quan đến trào ngược. Vậy thì khi chúng ta có thể thấy là khi so sánh hai nhóm này với nhau thì không có khác biệt về tuổi, giới, và khi đo địa thế niêm mạc thì ở cả hai vị trí là trên đường Z 15cm và trên đường Z 15cm thì không có sự khác biệt. Khi phân loại theo thang điểm GQ với điểm cut point là 8, điểm cut point là 8 thì cũng có không cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên là khi đánh giá dựa trên tổn thương trào ngược trên nội soi thì chúng ta có thể thấy đó là giá trị đo địa thế niêm mạc ở những bệnh nhân có tổn thương trào ngược trên nội soi cao hơn rõ rệt so với nhóm không có tổn thương, cao hơn khoảng 3 lần. Ở ví dụ ở vị trí đường trên đường Z 5cm thì địa thế niêm mạc ở người có tổn thương trào ngược đó là 28,93, còn người không có tổn thương đó là 9,38. Khi tiến hành phân nhóm theo thang điểm GQ và hình ảnh nội soi thì chúng ta cũng có thấy là không có sự khác biệt, cũng có thấy sự khác biệt về giá trị điện thế niêm mạc. Đây là hình ảnh minh họa. Khi đưa vào phân tích hồi quy đa biến thì có thể thấy đó là ở cả vị trí trên đường Z 5cm và trên đường Z 15cm thì tổn thương trào ngược trên nội soi đều có liên quan. Đồng thời là ở vị trí trên đường Z 15cm thì có thêm yếu tố là tuổi và yếu tố là nam giới á. Vậy thì xin tóm tắt là gồm có hai điểm chính. Thứ nhất đó là điện thế niêm mạc thực quản thì bệnh nhân có tổn thương trào ngược trên nội soi cao hơn có ý nghĩa so với bệnh nhân không có tổn thương, và các yếu tố liên quan đó là tuổi, giới và tổn thương trào ngược trên nội soi. Đây thì hiện tại cơ mẫu của nghiên cứu thì còn thấp, và các kết quả bước đầu cho thấy là kỹ thuật này có tiềm năng trong chẩn đoán GERD, và dự định là trong thời gian tới đây thì nhóm nghiên cứu sẽ kết hợp giá trị đo điện thế niêm mạc với các thông số khác như là pH trở kháng 24 giờ, giải phẫu bệnh hoặc là PET test để có những kết quả có giá trị hơn. Xin chân thành cảm ơn ạ. Trình bày đầu tiên, và sau đây thì đến cái phần thảo luận thì chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Minh Đức sẽ điều khiển ông. Trước hết là xin cảm ơn các báo cáo viên vừa rồi cũng đã báo cáo những cái kết quả nghiên cứu bước đầu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể nói rằng là nó mang lại rất là nhiều các cái kết quả mà thú vị, và chắc chắn là trong hội thảo chúng ta sẽ có nhiều đại biểu quan tâm và có thể có những câu hỏi để làm rõ thêm tất cả những kỹ thuật mới mà chúng ta ứng dụng, mà có thể nói rằng là không phải là đây là cái mong mỏi như giáo sư Trạch đã nói là từ rất lâu rồi. Thí dụ như bộ môn sinh lý của chúng tôi là trong cái thăm dò chức năng để áp dụng thì nói rằng là cái thăm dò điện sinh lý của rất nhiều cơ quan, nhưng mà cái mong muốn của chúng tôi thì rất lâu là còn bỏ sót lại cái hệ tiêu hóa chưa làm được. Nhưng mà rất là khó là bởi vì cái đầu tư cũng không phải ít giống như giáo sư Trạch, và chắc chắn là trong này cũng có rất là nhiều các quý vị đại biểu cũng thấy như thế, và cái viện nghiên cứu của giáo sư Long cũng đã làm được cái điều này. Tuy rằng đây là những kết quả rất là ban đầu nhưng có thể nói rằng là rất là khích lệ, và bây giờ thì rất là mong rằng là các vị đại biểu ở trong hội trường có thể có những câu hỏi nào hoặc là có những lời bàn luận nào để làm rõ thêm tất cả những kết quả này, thì xin mời tất cả các quý vị. Vâng ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, tôi xin phép có một câu hỏi. Tôi xin phép tự giới thiệu là tôi là Hoạt, cán bộ giảng dạy. Toán vấn đề các cái thuật toán để chúng ta xử lý, nhất là sử dụng cái công nghệ thông tin, phải không ạ? Thì chắc chắn là giáo sư Lưu Hoàng Hoạt sẽ có rất nhiều ý kiến. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, tôi cũng
Xin phép là thứ nhất là chúc mừng viện và cho rằng là những cái báo cáo sáng nay nó rất là có chất lượng. Đặc biệt là tôi trước đây thì cũng là trưởng bộ môn thống kê và tin học y học. Thế nên là trong cái hôm nay thì tôi quan tâm đến cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như là các cái app trong cái việc này. Thì đây cũng là một cái mảng mà ngành y chúng ta còn đang bỏ trống và đang rất cần những cái lực lượng tiên phong như thế này. Thế thì tôi thấy cái đề tài mà về cái áp dụng cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà sàng lọc những cái polyp mà đại tràng thông qua những cái video nội soi mà lưu lại, thì đây là một cái hướng mà tôi cho là rất là phù hợp với cái bối cảnh Việt Nam hiện nay. Chúng ta biết là làm trí tuệ nhân tạo thì phải cần rất nhiều những cái bản ghi, và bản ghi nó phải có chất lượng. Thế và hiện nay ở Việt Nam thì cũng có một vài cái công ty đã dùng cái trí tuệ nhân tạo này rồi, nhưng mà trí tuệ nhân tạo vẫn dùng trên cái quan điểm là các bác sĩ lâm sàng hoặc là cận lâm sàng đọc xong nhập vào trí tuệ nhân tạo. Còn ở đây thì hoàn toàn là dựa vào việc phân tích những hình ảnh, mà hình ảnh màu lưu lại từ các video trên là, và nó lưu lại như thế thì chúng ta vừa có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, vừa con người chúng ta có thể đọc để chúng ta đối chiếu liên tục và chúng ta điều chỉnh dần. Thì đây tôi cho là một cái hướng chọn vô cùng là phù hợp với cái bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên ở đây thì trong đề tài này tôi thấy có một cái điểm tác giả cần làm rõ hơn, đó là cái việc chúng ta sử dụng các cái video lưu lại từ các cái cơ sở nội soi khác nhau thì cái tiêu chuẩn lựa chọn nó như thế nào, bởi vì chất lượng các cái video nó khác nhau, đúng không? Nếu chúng ta dùng tiêu chuẩn lựa chọn mà không rõ, không cụ thể thì chúng ta lại có thể loại những cái video lẽ ra chúng ta nên đưa vào. Thế thì tiêu chuẩn lựa chọn là như nào chúng ta phải nêu rõ, đúng không? Cái thứ hai là chuẩn vàng trong cái này thì tôi biết là chúng ta đang dùng những bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm trên 5 năm để làm cái việc này. Thế thì chúng ta cũng phải có những cái xem là những bác sĩ lâm sàng này có được tập huấn hay không. Và nếu lý tưởng nhất chúng ta có thể làm một cái gọi là CAPA test để chúng ta so sánh các ông bác sĩ lâm sàng mà tham gia đọc cái này, liệu các ông bác sĩ lâm sàng có vinh với nhau hay không. Thì tôi cho đấy là những cái mà tôi cho là chúng ta nên, nếu chưa làm thì chúng ta nên làm, chuẩn hóa những cái người bác sĩ lâm sàng để đọc các cái chuẩn vàng này, thì dùng cái trí tuệ nhân tạo chúng ta mới có thể tốt được. Thì tôi xin phép chỉ có ý kiến thế thôi. Vâng, vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Lưu Hồng Hoạt. Vừa rồi khi mà nghe cái báo cáo này của tiến sĩ Đào Việt Hằng thì tôi cũng đã có chia sẻ với giáo sư Long và giáo sư Thắng. Vấn đề ở đây, cái điều rất quan trọng là cái dữ liệu mình đưa vào ấy, có chuẩn, có chính xác hay không, và dữ liệu mình dùng cái hình ảnh hoặc là các cái video mà mình đã từng làm. Vậy thì các cái máy nội soi của mình hiện nay, mỗi một nơi lại một của một hãng khác nhau, và có thể nói là chất lượng rất khác nhau. Vậy thì khi lựa chọn tất cả những hình ảnh như vậy thì liệu chúng ta, vấn đề rất quan trọng là cái chuẩn, hoặc là bởi cái chuẩn nó sai thì nó sẽ tiếp theo tất cả những cái kết quả sau này sẽ sai. Vậy thì rất là mong là tiến sĩ Đào Việt Hồng có thể cho ý kiến về vấn đề này. Dạ, em xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các thầy cô, và em cũng xin phép có cái trao đổi lại một chút về cách thức mà tiến hành nghiên cứu này. Thì đúng như các thầy cô có nói, tức là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta đấy là bộ cơ sở dữ liệu không chỉ lớn mà phải chuẩn, mà cái chuẩn đấy trong bối cảnh Việt Nam thì có lẽ là còn khó hơn của nước ngoài. Thế thì cách bọn em tiến hành sẽ là như sau. Đầu tiên thì cái thu nhận đấy ạ, là thu nhận ảnh nội soi tĩnh. Nhưng mà cái tiêu chuẩn ảnh nội soi nó phải đạt được cái độ phân giải rất là tốt, 720x1280 pixel. Cái thứ hai nữa là bọn em cũng thu nhận ở rất nhiều cái chế độ ánh sáng khác nhau, không chỉ là chế độ ánh sáng trắng mà là chế độ ánh sáng tăng cường hình ảnh của rất nhiều hãng. Lý do mà bọn em làm như vậy là bởi vì bọn em tính đến cái bài toán là nếu sau này thành một cái sản phẩm, một cái phần mềm để hỗ trợ cho các bác sĩ thì nó phải tích hợp được vào nhiều hệ thống máy khác nhau, mà mỗi một đơn vị y tế thì lại sử dụng một hãng và các cái chế độ ánh sáng hình ảnh khác nhau. Cho nên đấy cũng là một vấn đề mà ngay từ đầu khi mà thu thập cơ sở dữ liệu là bọn em cũng có tính đến. Cái vấn đề thứ hai đấy là vấn đề mà chuẩn hóa ấy ạ. Thì thật ra là bọn em ở Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật thì ở đây như các thầy cô cũng có thấy ở trong bài báo cáo của giáo sư Long, tức là bọn em cũng là đơn vị mà được cấp chứng chỉ làm đào tạo các khóa về nội soi, và ở đây thì cũng có mời các thầy cô ở trường Đại học Y Hà Nội, ở Liên chi hội nội soi tiêu hóa, ở Hội khoa học tiêu hóa gan mật phối hợp ở trong hội đồng khoa học tham gia dạy các cái lớp này. Thì các thầy cô cũng có cho ý kiến chỉ đạo tập huấn, cũng như là bọn em có một cái nhóm mà nghiên cứu gồm các bác sĩ nội soi mà có kinh nghiệm từ
5 năm trở lên thì đây chính là cái đối tượng các bác sĩ mà có khả năng là đánh chuẩn được cái nhãn của polyp, cũng như là sau đấy thì bọn em lại có cái review lại lần 2 thì là chuyên gia trên 10 năm cơ ạ, để đảm bảo là cái tập dữ liệu mà chuyển cho bên công nghệ thông tin nó sẽ phải đáp ứng là một cái tập chuẩn. Thì thật ra cái bài toán mà hôm nay mới trình bày ở trong hội nghị đấy là bài toán phát hiện polyp. Thì đối với bài toán phát hiện polyp này thì mình sẽ dựa vào ý kiến của chuyên gia. Thế còn đúng như các thầy cô cũng có gợi ý, tức là giai đoạn tiếp theo hoặc là cái chuẩn vàng tiếp theo sẽ là gì, thì cái giai đoạn tiếp theo bọn em kỳ vọng làm được đấy là giống như ở các hệ thống nước ngoài, đó chính là cái khả năng mà mình có thể tiên lượng được là polyp này có nguy cơ ác tính hay không. Thì cái tiêu chuẩn vàng lúc đó là hoàn toàn là dựa vào giải phẫu bệnh. Thì hiện tại bọn em cũng đã thu nhận các cái cơ sở dữ liệu mà cho cái bài toán thứ hai này. Và đối với bài toán thứ hai này thì sẽ không thể làm nhanh như bài toán thứ nhất được, tại vì là phải có được một cái bộ cơ sở rất là đa dạng về các cái tổn thương mà có cái nguy cơ ác tính. Thì đấy là một số cái chia sẻ của nhóm nghiên cứu ạ. Vâng ạ, tiếp theo xin mời ai nhỉ? Vâng. À vâng ạ, xin vâng. Mời. Tôi xin có kiến như này. Trước hết thì xin cảm ơn tất cả các báo cáo ngày nay. Cái câu hỏi vừa rồi thì tôi nghĩ cái đề tài của tiến sĩ Hằng đưa ra báo cáo của thầy cô là sau này nó sẽ có cái hội đồng chuyên gia đấy. Trong nhóm này thì có cả giải phẫu, hình ảnh học và đặc biệt những cái bác sĩ nội soi. Thế cho nên khi tiến hành thì cái bộ phận đó nó sẽ đồng bộ. Đấy là cái trả lời thêm cho tiến sĩ Hằng thế. Tôi có cái đề tài mà là áp dụng kỹ thuật áp rất hay đối với đại tràng. Chúng tôi biết ví dụ như bệnh viện 108 thì rất nhiều bệnh nhân đến soi, mà nhất là những cái bệnh nhân ở các tuyến tỉnh xa. Thế tôi muốn hỏi rằng là như vậy thì nó phải có cái áp dụng công nghệ thông tin, ít nhất điện thoại nó phải có iPhone hoặc là Samsung đúng không ạ, thì kết nối được. Chứ còn nếu những bệnh nhân mà vùng quê nó chỉ có mỗi Nokia như cục gạch ấy, thì rất là khó. Thế thì sau này cái tiến hành nó như thế nào? Đấy là một cái câu hỏi để xem có phải áp dụng mất không, hay là chỉ áp dụng cho những người mà họ đến soi đại tràng là anh phải có kết nối giữa viện tiêu nghiên cứu gan và tiêu hóa với lại bệnh nhân iPhone nó đưa cái phần mềm nó, đúng không ạ? Thì tôi mới nói có thế. Về tiến sĩ Đào Việt Hằng ấy, thì trong cái bài trình bày thì có nói rằng là cái bước đầu đánh giá kết quả đo pH trở kháng 24 giờ bệnh nhân trào ngược dạ thực quản thực hiện 37 bệnh nhân thì lại phát hiện ra một cái tỷ lệ là có trào ngược dạ thực quản, nhưng kết quả đo như thế thì nó lại không phải như vậy. Vậy thì bây giờ vẫn có triệu chứng như thế mà đo pH không ấy, vậy thì cái điều trị thế nào? Bởi vì chúng tôi cũng rất biết hiện nay là cái trào ngược dạ thực quản rất là khó. Xin có ai không thế? Xin cảm ơn. Vâng, xin mời báo cáo viên ạ. À vâng, xin mời giáo sư Tạ Long. Tôi xin trước hết là tôi rất hoan nghênh những cái kỹ thuật mới mà của đo áp lực trên thực quản và đại tràng. Về cái nghiên cứu về cái trí tuệ nhân tạo thì theo tôi đây chỉ là bước đầu. Thứ hai nữa tức là phải xây dựng được một cái tiêu chuẩn rồi để mà rồi đến cái bước áp dụng cho tất cả các nơi thì đấy là một cái quá trình, chứ không phải cái đề tài này đã áp dụng được ngay được. Thì đấy là cái thứ nhất. Cho nên là câu hỏi của tiến sĩ Khiên thì tôi nghĩ là cũng phải chờ sau, chứ không phải bây giờ. Hôm nay chỉ là khêu gợi cái vấn đề mới là nó như thế này. Và bây giờ còn những cái người làm toán học và kết hợp với viện nghiên cứu này thì phải nghĩa là đưa ra được những cái tiêu chuẩn, đưa ra được những cái hình ảnh thì để mới có thể áp dụng sau này. Cái thứ hai nữa là trong cái sai lầm về quản lý bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì tôi xin nói nêu một luôn một vấn đề là anh phải xem là cái thuốc ấy có hợp với cái người bệnh không. Chứ còn anh chưa chi anh đã nêu tất cả những cái đó, anh phải nhìn. Vì tôi theo dõi nhiều bệnh nhân, tôi biết là dùng có khi dùng cái Nexium lại không tốt bằng cái Pariet. Mà một cái đề tài ở miền Nam người ta nói rằng là thông thường người ta dùng Pariet. Đấy là cái như thế. Thế còn ta nhớ là năm cái hội thảo ở,
ở Đà Nẵng thì cái ông giáo sư ở Mỹ, ông ấy có nói là cái pantolog là cái độ axit chống axit nó rất thấp, nó chỉ bằng omeprazole thôi. Thế thì bây giờ những cái thuốc chống axit khác là nó cao hơn. Thế thì anh nếu mà anh cứ dùng như thế, tôi xem nhiều cái đơn thuốc của trường đại học y là dùng cái chỉ dùng cái pantolog chứ không dùng mấy cái thuốc kia. Thế thì bây giờ phải cần phải xem lại, tức là phải so sánh những cái đó. Thế thì, và trong một cái nghiên cứu khác nữa thì thấy là cái tỷ lệ cái bệnh nhân mà bị cái nghẹn, nuốt nghẹn là rất khó, điều trị rất khó. Và anh xác định được là đấy là cái co thắt tâm vị hay là do cái gì khác, các thuốc ấy có giải quyết được không? Đấy là những cái điều mà tôi rất bận chỗ cái nuốt nghẹn ấy. Đấy là mà cái tỷ lệ nghẹn của mình cũng khá nhiều đấy, nhất là những người ở thôn quê. Thế bây giờ bảo người ta đến mà lại đi làm một cái xét nghiệm này rất tốn tiền. Người ta có tiền không đã? Đầu tiên phải hỏi người ta có tiền không thì anh mới làm được. Đấy là cái tôi thấy là cái thực tế lâm sàng là như vậy. Xin hết. Dạ vâng ạ, xin mời tác giả. Dạ kính thưa các thầy cô, thì em xin phép được trả lời một số ý kiến và câu hỏi các thầy cô. Thì đầu tiên là câu hỏi của giáo sư Khiên ạ, đúng là một câu hỏi rất hay ạ. Nếu mà bệnh nhân của chúng ta có smartphone, có iPhone với cả có Android rồi thì đơn giản ạ, có thể kết nối và sử dụng cái app này rất là thuận tiện. Thì trong khoảng 6 tháng tới chắc là bọn em sẽ bắt đầu triển khai cái app này tại hai đơn vị của phòng khám Hoàng Long và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì sau đấy mình sẽ thấy được ngay là vậy mức độ hài lòng của người bệnh như thế nào, cũng như là cái mức độ làm sạch đại tràng so với cái nhóm mà sử dụng hướng dẫn thông thường ra sao. Thì khi mà đã có bằng chứng rồi thì chúng ta có thể nhân rộng cái mô hình này ở các đơn vị. Thế còn câu hỏi là nếu trong trường hợp có Nokia thì làm thế nào ạ? Thì đúng là trong trường hợp mà mới chỉ có Nokia thôi thì em cũng đang mới nghĩ ra một cái ý tưởng mà em nghĩ là nếu mà thầy Khiên có thể hỗ trợ được các anh chị em công nghệ thông tin để triển khai ở 108 thì có lẽ là đây sẽ là một trong những ý tưởng rất là tốt. Đấy là tí nữa xin mời thầy xem tham quan cái e-keyboard của các anh chị em ở bên công nghệ thông tin. Thì họ có một cái bot ở ngoài này giống như là một cái chatbot trả lời tự động, cũng như là sử dụng thuật toán AI để xác định danh tính của bệnh nhân, cũng như là sàng lọc một số cái câu hỏi để phát hiện COVID trong cái thời kỳ mà dịch này. Thì nếu như mà trong trường hợp bệnh nhân mới chỉ có Nokia thôi thì có thể làm một cái hệ thống tương tự nhưng mà để hỗ trợ cho nội soi đại tràng, mà cái quan trọng nhất em thấy ứng dụng được đấy chính là cái bộ câu hỏi sàng lọc nội soi ạ. Vì bình thường thật ra các bác sĩ chúng ta rất là bận, nên là đôi khi các nếu như mà chúng ta hỏi đủ các câu hỏi để xem bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn hoặc điều kiện nội soi không ấy, nhiều khi là bị sót. Thế thì nếu như mà sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin ở cái phần này ấy, thì sẽ tiết kiệm được một cái nguồn nhân lực rất là lớn. Thế còn việc mà có áp dụng được hay không thì chắc là phải nhờ các quý thầy cô ở đây tí nữa có một chút trải nghiệm và sau đấy thì có thêm các cái ý kiến đóng góp ạ. Quay lại cái việc là nếu như mà bệnh nhân gợt mà không đáp ứng với điều trị thì làm như thế nào? Thật ra thì bởi vì là bọn em cũng bởi vì đây là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam mà được trang bị rất là đầy đủ các cái kỹ thuật mà liên quan đến thăm dò chức năng và rối loạn bài tiết của đường tiêu hóa, cho nên là chúng ta mới có thể phân tích được là ở cái nhóm đối tượng không đáp ứng với điều trị thì tại sao lại không đáp ứng với điều trị, và thấy là có một tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân là không phải là gợt ạ. Thế thì cái thông điệp mà ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ đến các quý đồng nghiệp đấy chính là vì đôi khi chúng ta chẩn đoán gợt quá dễ dàng trên lâm sàng và chúng ta cho quá nhiều thuốc, chúng ta tăng liều, chúng ta phối hợp thuốc rất là nhiều, nhưng khổ một nỗi là bệnh nhân đấy lại không thật sự là gợt ạ, thì chúng ta có điều trị thế nào cũng không đỡ. Thế còn vấn đề thứ hai là nếu bệnh nhân của chúng ta cũng là trào ngược thật nhưng mà lại là cái nhóm mà trào ngược không phải là dịch axit ạ, thế thì chúng ta chẩn đoán thì sẽ bằng cách là sẽ có một công cụ cũng tương đối là hữu hiệu và giá thành lại đơn giản hơn mà em nghĩ là có thể áp dụng được trong cộng đồng trong thời gian tới, đấy chính là PET test ạ. Thì nếu như mà sử dụng PET test thì chúng ta có thể phát hiện được cho những cái trường hợp này ngoài cộng đồng. Thì em rất hy vọng là khi mà tiến hành cái nghiên cứu đối chiếu giữa PET test
kết quả đo pH 24 giờ, đo điện thế niêm mạc thực quản và đối chiếu với giải phẫu bệnh ở niêm mạc thực quản của bệnh nhân, thì sử dụng 4 cái kỹ thuật này cùng một lúc thì sau 1 đến 2 năm nữa khi mà có các cái kết quả công bố thì chúng ta sẽ thấy được là vậy thì ở cái phân khúc nào, ở cái nhóm đối tượng bệnh nhân đích nào thì chúng ta có thể sử dụng được cái kỹ thuật nào cho phù hợp ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn, vâng, xin mời thầy Trạch ạ. Các cái báo cáo trong buổi sáng hôm nay thì rất là thú vị. Tôi chỉ xin góp thêm một vài ý kiến như thế này. Thứ này là trong khi mà ứng dụng các cái trí tuệ nhân tạo để làm thêm một số các xét nghiệm thì các cái tác giả đều nói đến những cái nguyên nhân là do thầy thuốc. Và tôi rất hoan nghênh những ý kiến này, bởi vì các bạn không phải là chỉ có làm các cái xét nghiệm nội soi không thôi, mà còn tìm hiểu thêm cái nguyên nhân về phía các cái thầy thuốc. Thì tôi rất ủng hộ, là vì thế này thì có rất nhiều bệnh nhân nói với chúng tôi đi khám nhiều nơi, chả này nơi nào sờ vào người tôi cả. Khác mà một thầy thuốc khám bệnh mà không sờ vào người bệnh nhân, rồi chỉ hỏi một vài câu qua loa, thì làm sao mà có thể phát hiện được. Thì cái nguyên nhân trước tiên chưa nói đến các cái xét nghiệm hiện đại như thế này, thì chúng tôi cũng xin đề nghị và tha thiết đề nghị các thầy thuốc của chúng ta là khám bệnh nhân phải hỏi cho nó kỹ và sờ vào người bệnh nhân một tí. Chứ còn rất nhiều bệnh nhân họ phản ảnh cái chuyện đó. Thế đấy là thứ nhất. Tất nhiên là có những cái nguyên nhân về áp lực, thí dụ như là một ngày mà người ta khám tới 50-60 bệnh nhân thì làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng. Và ngay bản thân tôi ấy, trước đây khi mà tôi còn khám ở bệnh viện Bạch Mai thì một ngày trung bình tôi cũng phải khám tới 30 bệnh nhân. Đấy là còn ưu tiên đấy. Và bây giờ thì tôi chỉ khám tối đa 10 bệnh nhân thôi. Chứ 30 bệnh nhân tôi cũng thấy rất là áp lực rồi. Thì tất nhiên là có những cái yếu tố về áp lực, đông bệnh nhân quá. Nhưng mà gần như trở thành một cái thói quen là thầy thuốc rất ít hỏi bệnh và rất ít sờ vào bệnh nhân. Thì đấy là một cái ý kiến chúng tôi xin phát hiện và cũng xin góp ý như thế. Vấn đề thứ hai là về vấn đề gợt, thì tôi cũng rất nhất trí là cái chẩn đoán gợt của chúng ta hiện nay nó rất là lung tung. Nhất là gì? Là tai mũi họng. Tai mũi họng thì tôi, đây là tôi không phải tôi nói xấu đâu, nhưng mà tai mũi họng mà khám 10 bệnh nhân thì có 9 người rưỡi là chẩn đoán là do trong gợt. Và đã có lần khi mà anh Long còn làm chủ tịch hội tiêu hóa thì tôi đề nghị với anh Long là nên có một cái buổi mà phối hợp giữa cái người bác sĩ về tiêu hóa và bác sĩ về tai mũi họng ngồi với nhau để mà trao đổi. Chứ còn nếu không ý, thì cứ để như thế này thì chỉ có bệnh nhân khổ thôi. Chúng ta thì cũng không khổ mấy, mà chỉ bệnh nhân khổ thôi. Thế nhưng mà rất tiếc là cũng không thực hiện được. Nhưng mà tôi cũng xin đề nghị là trong khi chúng ta áp dụng cái này thì chúng ta cũng đối chiếu với những cái chẩn đoán của tai mũi họng xem.
Để họ cũng dẹp bớt cái chuyện nó hơi quá xá đi. Thế còn mình mà, tôi xin nói thật, mình mà cứ ngồi đây đưa những kỹ thuật nọ, kỹ thuật kia ra để mà chẩn đoán cho nó có vẻ cao, nhưng mà khi đến ông tai mũi họng thì ông xóa sạch hết. Và bệnh nhân người ta nghe kìa. Chứ thật chưa chắc ta đã nghe anh Long đâu. Thế cho nên là tôi xin đề nghị là cái chẩn đoán gặp thì nó là như vậy. Và tôi cũng xin nói thêm một ý như thế này, ngay cả những cái chuyện rất đơn giản là chụp cái thực quản, chúng tôi đã chụp rất nhiều thực quản và thấy rõ là nhiều chẩn đoán là gợt, nhưng mà trong khi đó thì không thấy những dấu hiệu của gợt mà chỉ thấy dấu hiệu của những cái rối loạn về vận động của thực quản thôi. Và cũng không phải là không phát hiện được, nhưng mà ngay cả đến cái đó chúng ta cũng thấy cũng không ai chịu làm cả. Có nói thì người ta bảo ui giời, bây giờ người ta bỏ cái chụp thực quản rồi, người ta chụp bằng CT, người ta chụp cái nọ cái kia, cái MRI. Nó rất khổ nó như vậy. Thì chúng tôi xin chỉ xin góp thêm một vài ý kiến như thế này, như thế thôi. Và tôi muốn hỏi thêm cái chỗ nói về đánh giá về về làm sạch thực trực tràng, đại tràng. Thế thì bệnh nhân là người ta rất ngại uống cái thuốc. Có nhiều người người ta chỉ uống nửa thôi. Có những người thì uống vào nôn ra, ta không uống được. Thì nên lưu ý cái chỗ này, chứ đừng có đổ tội rằng là cái việc mà làm sạch thực quản ấy là chúng ta chưa làm đúng. Nhưng mà là nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là do cái thuốc nó khó uống quá. Tôi xin góp một vài ý kiến như thế đó. Xin cảm ơn lời chia sẻ và bàn luận của giáo sư Trạch. Tuy nhiên tôi rất đồng cảm với một cái ý kiến của giáo sư Trạch là như thế này: không có kỹ thuật nào có thể thay thế được hoàn toàn cho bác sĩ lâm sàng. Tất cả các kỹ thuật là hỗ trợ. Vì vậy cho nên trước hết là bác sĩ lâm sàng phải khám, phải có cái tư duy để loại trừ và bệnh nhân đỡ khổ. Tôi sợ là sau khi báo cáo những hội nghị này, giáo sư Long vẫn nhận được rất nhiều các cái đơn đặt hàng, và cuối cùng thì bệnh nhân sẽ chịu trận ở chỗ là trả rất nhiều tiền, trong khi các bác sĩ lâm sàng thì không hề khám. Thế thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là những cái báo cáo này rất là lý thú, cho nên là còn nhiều các cái ý kiến hỏi. Nhưng vì thời gian, cho nên là những tác giả, những bạn đồng nghiệp nào ngồi ở đây cần hỏi sẽ gặp chính tác giả và chúng ta chia sẻ trao đổi trong cái giờ nghỉ giải lao. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút.